Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món súp nuôi với hạt sen và bắp, nấm, các loại rau củ. Và mình làm chay nha các bạn. Thì món này vừa ngon, thanh đạm lại bổ dưỡng. Hoặc mình có thể làm món chay đẩy thì cũng rất ngon. Và đây là tất cả các nguyên liệu. Thì mình có 50g nấm gơm, một trái bắp, một củ cà rốt dày cộng ngò gí. Rồi bên đây mình dùng là 15g nấm tía, 200g nấm kim châm. Còn hạt sen mình sử dụng là 100g, 20g bột bắp. Gia vị thì mình có 1 thìa canh đường, 2 thìa canh hạt nêm chay, 1 ít tiêu xay. Còn nuôi thì mình sử dụng là nuôi này, bột này thì 500g, mình dùng là 200g nha các bạn. Đầu tiên hạt sen á, mình sẽ ngâm với nước muối là 15 phút. Tiếp đến thì nấm tiết mình cũng ngâm với nước. Ngâm đến khi nào mà cái phần nấm á, nó mềm và nở đều là được nha các bạn. Rồi thì mình ngâm với nước để cho mềm, khi mình trụng hoặc mình nấu á, nó sẽ mau được mềm. Nấm kim châm á, thì mình sẽ bỏ phần gốc ở dưới. Rồi mình sẽ tách ra những cây nấm cho đều. Còn đến phần nấm gơm cũng vậy, mình bỏ cái phần gốc ở dưới chỗ nào không ngon. Rồi mình ngâm với nước muối là 10 phút. Còn củ cà rốt thì mình cắt ra làm hai. Rồi mình cũng sắc miếng nhỏ, rồi mình sắc lại cái hạt to hơn hạt bắp nha các bạn. Còn nấm gơm thì mình cũng ngâm nước muối rửa sạch rồi. Thì nấm nào to mình cắt ra làm hai, còn nấm nào nhỏ thì thôi. Nấm kim châm cũng vậy, mình cũng ngâm với nước muối rồi rửa sạch lại, mình cũng sẽ cắt những cái khúc vừa ăn. Còn nấm tiết thì mình sẽ bỏ cái phần gốc ở dưới vàng á, rồi mình cũng sắc ra những cái miếng nhỏ. Đến phần bắp thì mình cũng xắt ra, mình lấy cái phần hạt. Thì mình nấu cái súp nuôi chay này mình để bắp ngọt vô, nó sẽ ngọt tự nhiên, ngọt thanh và lại ngon. Thì các bạn có thể thay thế bắp này như các loại đậu nha. Nuôi thì hồi nãy giờ mình ngâm với nước là 15 phút rồi. Thì giờ mình sẽ đem rửa 2-3 lần với nước để cho cái phần nuôi nó được sạch. Rồi mình đổ vô cái gỗ để cho ráo cái phần nước. Và mình để cùi bắp vô để mình nấu lấy cái phần nước ngọt. Thì trong thời gian mà chờ cái phần cùi bắp ra nước ngọt thì mình vắt một chảo nước lên nấu cho sôi. Rồi mình để nuôi vô, mình chần chần cho cái phần nuôi này cho nó hơi mềm, đừng có quá mềm nha các bạn. Đây mình trừ hao, lát mình còn để vô trong cái nồi súp á, mình chần nó hơi mềm thôi thì cái phần nuôi mình ăn nó vừa, nó không có quá là mềm. Phần nuôi của mình chần như vậy được rồi, mình sẽ đem ra ngoài cái gỗ cho nó ráo cái phần nước. Mình sẽ chế cái phần cùi bắp ra, tại vì nó ra hết cái nước ngọt rồi. Rồi mình cũng để cái hạt sen vô, mình nấu cho cái hạt sen mềm. Tại hạt sen nó lâu mềm á, thì khi sôi lên mình cũng để cà rốt vô. Thì các loại rau củ nào mà lâu mềm á, thì mình sẽ đem nấu trước. Và trong lúc nấu, nếu như các bạn thấy có cái phần bọt á, thì mình hớt hết. Thì các bạn thích các loại rau củ nào thì mình có thể thêm vô để mình nấu súp. Thì mình nấu cái súp chay này mình sử dụng rau củ nhiều hoặc là nấm nhiều á, thì nước súp nó sẽ ngọt thanh, ngọt tự nhiên. Rồi mình cũng để bắp vô thì mình nấu cho tất cả sôi lên và chín mềm. Và tất cả giờ cũng sôi rồi thì mình để nấm kim châm cũng như nấm gơm vô. Rồi mình cũng để vô đây nấm tiết. Thì cái nấm tiết này mình để vô rất ngon, khi mình ăn nó có độ giòn sần sật và ăn rất là mát luôn nha các bạn. Rồi mình nấu cho các loại rau củ cũng như nấm sôi thêm một lần nữa.
Rồi mình cũng hết cái phần gạp rồi. Và giờ tất cả rau củ cũng như nấm cũng chín mềm rồi. Thì mình sẽ nêm gia vị vô. Mình để hạt nêm chay, đường và tiêu xay. Còn đây là cái phần bột bắp. Thì mình pha với một ít nước. Mình đánh cho đều. Mình sẽ gứa vô để cho cái súp chay của mình nó có độ sền sệt. Thì các bạn thích ăn sệt nhiều mình có thể thêm bột bắp. Hoặc là không thích ăn thì mình có thể không để vô. Và giờ thì mình nêm nếm gia vị thì cũng vừa ăn rồi. Các loại rau củ nấm cũng đã chín mềm. Về phần gia vị các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình mình nha. Rồi mình để cái phần nuôi vô. Thì nuôi này thì mình để trực tiếp vô trong nồi súp luôn. Hả các bạn có thể khi nào ăn á, mình để nuôi ra cái tô rồi mình chan cái phần nước súp vô cũng rất ngon. Và nuôi này mình làm mình ăn liền thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Rồi mình cũng gứa vô đây cái ngò gí cho được thơm. Mình thêm một ít tiêu. Và nồi súp chay của mình thì mình cũng vừa làm xong. Rất ngon, chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.